chỗ anh Trọng Toàn, đúng không? Trọng Toàn à? Xin mời anh. Vâng, chào thầy Nhật. Xin phép được xưng tôi là bởi vì tôi cũng nhiều tuổi. Vâng, mời anh. Tôi thì là phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của tắt cái loa đây này. Là phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của công ty cổ phần cấu trúc và thiết bị ABC. Thì dân kinh doanh của bên bọn tôi thì tất cả mọi người đều trưởng thành từ dân kỹ thuật. Thế nên là cái việc kinh doanh ấy thì nó khá là lỗ mỗ, học chỗ này một tí, học chỗ kia một tí. Thế thì sở dĩ tại sao tôi có mặt ở trong cái lớp này, và thứ hai nữa là công ty bọn tôi thì cử tới tận 6 người tham gia của lớp của bên thầy, là văn phòng Hà Nội thì 3 người và văn phòng thành phố Hồ Chí Minh 3 người, là bọn tôi muốn điền vào chỗ trống những cái kiến thức lỗ mỗ của bọn tôi đã có được. Thế và sau khi học cái lớp này thì tôi thấy đúng là có rất nhiều những cái tâm đắc mà tôi cũng không biết là chia sẻ thế nào. Thế nhưng mà thực ra là những cái kinh nghiệm của thầy giáo thì là từ cái lý thuyết từ các nước G7, nhưng đồng thời nó có những cái kinh nghiệm của thực chiến là đã được có triển khai thành công ở cái tập đoàn Amacao. Thế thì công ty chúng tôi thì hiện nay cũng đang là top 3 của các công ty cấu trúc sản xuất trên Việt Nam, đã cung cấp rất nhiều cho Nhật, Hàn Quốc và xuất khẩu ra 7 nước trên thế giới. Thế và cũng là một công ty liên doanh trước đây với hãng Airbus của Đức, công nghệ chế tạo và phần mềm thiết kế thì cũng là của Đức cả. Thì cũng giống như Europay của chỗ của thầy giáo. Thế là sau cái đợt học này thì bọn tôi sẽ, lý do mà tôi tham gia cái lớp này đó là để hoàn thiện cái hệ thống kinh doanh của công ty. Nó là công ty không đúng, thì bên bọn tôi có tận 3 công ty. Thế thì là sẽ hoàn thiện cái hệ thống kinh doanh cho nó tốt hơn, trên cơ sở những cái đào tạo, cái kiến thức mà được thầy truyền lại trong 3 ngày. Nó điều bổ sung, ngoài cái việc bổ sung vào những cái chỗ lỗ mỗ của tôi thì nó bọn tôi được nhìn được một cách hệ thống tổng thể từ đầu đến cuối, nó rất là logic, nó rất là tổng quát. Rất là cảm ơn thầy giáo và hệ ekip đã rất là nhiệt tình. Bây giờ đã là 12:20 vẫn nhiệt tình truyền bá cho bọn tôi những kiến thức vậy. Một lần nữa rất cảm ơn, và được mong được hẹn thầy Nhật trong một cái dịp nào đấy, mà biết đâu thầy Nhật và công ty ABC có cái cơ hội là hợp tác cùng nhau. Tuyệt vời. Có phải chỗ anh Khoa không? Có phải bên mình là chỗ anh Khoa không nhỉ? Đúng rồi đấy ạ. Rồi. Thế thì hôm qua thầy Nhật mắng chắc là về là cảm thấy bức xúc lắm nhỉ? Đúng không? Phải không anh Trọng Toàn? Chắc là trong nhóm là có người về cũng bức xúc lắm. À, cũng nhưng mà chắc là anh Toàn cũng đã hiểu là đó là một bài học mà tất cả chúng ta đều có thể rút ra cho mình những cái bài học nhất định. Và thầy hy vọng rằng là anh em ở đây, những người mà đã tham gia thì hiểu cái tâm nguyện của thầy Tô Nhật. Cũng mong các bạn bỏ qua nếu mà các bạn đâu đó là bị chạm vào cái lòng tự ái, hoặc là đâu đó có những cái hiểu rằng là đây là sự ép buộc, bắt buộc, nhưng mà tất cả đều là vì các bạn hết. Và nếu các bạn hiểu và thấu hiểu rằng các anh em lãnh đạo, anh em cấp trên rất mong muốn mình phát triển, và có thể nhiều lúc người ta còn phải dội cả mắm tôm vào đầu các bạn. Nhiều lúc có thể lãnh đạo có thể mắng té tát, nhưng mà bằng cái tình yêu thương các bạn ạ, bằng cái tình yêu thương và bằng những các cái là để giúp cho bạn là trưởng thành, thì đôi khi các bạn không nhận ra được. Nhưng mà cuộc đời này là tôi không muốn các bạn thất bại, và tôi muốn các bạn sẽ trở thành the best of yourself, tức là sẽ là một cái bản sao tốt nhất của các bạn ở trong cuộc đời này. Và cũng nhân đây thì cho phép tôi được cảm ơn, tôi cảm ơn là những người chủ doanh nghiệp, những người lãnh đạo đã bỏ tiền ra để trang trải cho các anh các chị ở cấp dưới. Đó là một sự đầu tư tuyệt vời. Và các bạn cũng nên cảm ơn các lãnh đạo của mình vì đã cho mình được đi để mà mở rộng tầm nhìn, đúng không? Mở rộng kiến thức, mở rộng kỹ năng. Và tôi hy vọng các bạn sẽ là bù đắp lại cho những các cái
gọi là sự tin yêu đó cho bên chỗ lãnh đạo của mình. Và chúc cho tất cả các quý anh, quý chị ở đây sẽ bùng nổ trong những thời gian tới đây. Yeah. Và một lần nữa cảm ơn tất cả các quý anh, quý chị. Và thực sự mà lời cuối cùng, tôi muốn cả ekip của chúng tôi cũng như là trường Sunset Business School là chúc cho tất cả các anh chị khỏe mạnh, hạnh phúc và thành đạt. Hãy cho chính các anh chị rất nhiều số 8, rất nhiều số 8 để chúc mừng các anh chị đã hoàn thành là 3 ngày chạy huấn luyện bằng tài máy và đột phá. Và sau đây tôi nhường lại lời cho Michael Trần để sẽ dẫn nốt chương trình còn lại về chương trình trao chứng chỉ tốt nghiệp cho chương trình trại huấn luyện này. Xin mời Michael Trần. Yeah.